Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 102 của Tiên nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Thụy Vi đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Và cảm ơn bạn Trần Minh Tuấn đã ủng hộ cho chuyện tiên nghịch qua ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tuyết vực quốc băng tuyết thần điện là một tòa cung điện được chế tác hoàn toàn từ băng tuyết một người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ bình thường đang ngồi ở ghế trên trước người hắn có một bộ đồ uống trà màu đỏ sậm phía dưới hắn có hai người một nam một nữ đang đứng tóc của cả hai đều bạc trắng đứng thẳng bất động người đàn ông trung niên cầm lấy một ống trúc một bên nhẹ nhàng đổ ra một đám lá trà tay phải cầm một khối băng lên sau đó đặt bên trong ấm trà hắn điểm một cái khối băng lập tức bị hòa tan, trở nên sôi sùng sục. Một mùi vị đắng chát lập tức từ bên trong ấm trà dâng ra, ngập tràn cả toàn bộ đại sảnh. Người đàn ông trung niên cầm lấy ấm trà, đem toàn bộ nước bên trong đổ ra ngoài, sau đó lại cho một khối băng khác vào. Sau khi thúc dục khiến cho nó lại sôi lên, một cỗ mùi hương kỳ dị lập tức dâng ra, đem mùi vị đắng chát bên trong đại điện xua tan hoàn toàn. Toàn bộ đại điện bị một mùi hương nồng nàn bao phủ thậm chí bên ngoài mùi hương này cũng không hề tiêu tán. Hương vị của thiên khuyết vũ tây, dù mỗi ngày đều được thưởng thức cũng lại không một chút nào nhạm chán. Đáng tiếc rằng loại trà này quá ít, trong chu tước quốc của ta cũng chỉ ngẫu nhiên được tặng một chút mà thôi. Vận khí của hai người các ngươi không tồi. Mau lại đây, nhấm nháp một chút. Người đàn ông trung niên nói xong, cầm lấy ấm trà, rót ra ba chén. Một ấm trà chỉ có thể phân ra được ba chén, còn lại cũng không còn bao nhiêu. Hai người phía dưới lại bước lên một bước, đều tự cầm lấy một chén, cẩn thận thưởng thức. Nhưng chẳng qua, lão bà kia cũng không hề tập trung. Sau khi uống một ngụm, không ngại ngần nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên kia, nói. Tông chủ, trà cũng đã uống rồi. Mời người ra tay bắt giết tàng ngưu Người đàn ông trung niên có một chút đau lòng khi thấy lão bà đang lãng phí mất một chén trà, lại thở dài. Tên tặng nghiêu đó chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như không phải từ trên chu tước sơn đuổi tin, không cho người ta động đến hắn, vậy thì đã sớm có người đến lấy đi tính mạng của hắn rồi. Nhưng không ngờ hắn lại dám chặt đi một tay của Hồng Điệp. Hồng Điệp chính là hy vọng của tuyết vực quốc chúng ta. Tông chủ, người đừng quên, sở dĩ người có thể đạt tới anh biến kỳ cũng chính là nhờ có hồng điệp. lão bà kia ngẩng đầu lên nói. về phần lão già bên cạnh lại cứ cúi đầu uống trà một chữ cũng không thốt ra. ánh mắt của người đàn ông trung niên dần dần lạnh xuống nhìn chăm chăm vào lão bà chậm rãi nói. ta sẽ không quên nhưng cũng không cần các người phải nhắc nhở. lão già trầm mặc không nói hồi lâu sau mới lên tiếng. Xin mời tông chủ ra tay. Người đàn ông trung niên cầm lấy chén trà, nhấp vào một ngụm rồi nói. Tên tàng ngưu này có lôi oa, có hai chiếc linh đan pháp bảo, còn có một cây tiểu kỳ có thể biến ảo ra vô số cấm chế, còn có một thanh phi kiếm vô kiên bất tồi. Mặt khác, căn cứ vào tin tức mới nhất từ Liêu Phàm, tên tàng ngưu này còn nắm giữ công pháp của Hoàng Tuyền Đạo ngày xưa hết thầy đều là thừa yếu. Quan trọng nhất, trong tay tàng ngưu có một vật. Vật đó dù nó chỉ là một cái tiểu kê, nhưng tồn tại một cỗ khí tức có thể hủy diệt mọi thứ. Lão bà ngẩn ra, ánh mắt chớp lên, nói. Hóa ra, tổng chủ vẫn đã điều tra về người này. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Có thể được chu tước sơn nhìn chúng, đưa ra yêu cầu muốn chiến một trận với Hồng Điệp. Tà há có thể không chú ý được sao? Danh hiệu trù tước nhất định phải thuộc về Hồng Điệp. Ta há có thể để cho người khác phá hủy. Ta phải liều phạm lấy pháp bào của ta đến để dò xét hắn. Rốt cuộc cũng là nhằm tìm hiểu một sự việc. Lão bà cung kính cúi đầu, không nói thêm câu gì. Nhưng chẳng qua, hiện tại không phải là lúc để ra tay giết chết hắn đợi sau khi hắn đánh một trận với hồng điệp tới khi đó bất kể hắn thắng hay là thua ta đều sẽ tự mình ra tay giết chết hắn hơn nữa người này am hiểu phương pháp đào tẩu ta bên trong cự ma tộc biết được một tin tức trong tay hắn đang nắm giữ tinh la bàn của cự ma tộc có thứ này rồi một khi hắn xé rách không gian tiến vào bên trong hư vô trừ khi anh biến hậu kỳ lão quái ra tay còn nếu như không kẻ nào có thể truy tìm được hắn. Người đàn ông trung niên lại uống thêm một ngụm trà, chậm rãi nói. Lão bà nhướn mày, ngẩng đầu lên hỏi. Vậy ý của tông chủ là muốn giết chết hắn thì một lần phải thành công ngay. Ta nếu như ra tay, hắn chắc chắn sẽ chạy trốn. Do đó, một khi ra tay, trước đó ta sẽ phải bố trí một đại trận phòng ngừa hắn xé rách không gian đồng thời ta sẽ mời tới cự ma tộc ra mặt khi đó có hai anh biến kỳ tu sĩ dù kẻ này có thần thông bằng trời hắn cũng chỉ là một hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi có thể nắm chắc giết chết được hắn bản tông chủ nếu như không ra tay thì thôi một khi ra tay nhất định phải thành công Người đàn ông trung niên bình thản nói. Vẻ cung kính trên mặt lão bà càng đậm. Người đàn ông trung niên mỉm cười, lại hỏi. Người có biết ý cảnh của hắn là gì không? Lão già ngẩng đầu lên. Căn cứ vào tin tức của Hồng Điệp, ý cảnh của hắn chính là lĩnh ngộ từ luân hồi, sinh từ ý cảnh. Một kẻ có thể cảm ngộ ra ý cảnh như vậy, dù chỉ là một hóa thần kỳ tù xế, cũng không thể nào khinh thường được. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ ra vẻ cảm khái. Lão bà trầm mặc đáy lòng thầm than. Thực tế, người nhân khiến cho bà ta cực lực muốn giết chết tàng ngưu đó là do năm đó bà ta đã bói cho Hồng Điệp một quẻ. Hồng Điệp sẽ có một kiếp nạn. Trong lòng bà, kiếp nạn này sẽ tương ứng với tàng ngưu Xuân đi, thu đến nháy mắt năm năm đã trôi qua. Chu Như đã 10 tuổi, cô bé càng trở nên duyên dáng và đáng yêu hơn. Nhưng chỉ có điều, càng ngày càng trở nên giã tính. Việc liên quan đến nữ thi áo trắng trong bảo tháp, nàng cũng đã sớm chẳng còn hứng thú gì nữa. Tuy vẫn thỉnh thoảng nhớ tới, nhưng mà chẳng tới đó nữa. Thầm sơn xung quanh gần như chỗ nào cũng có dấu chân của cô bé. Tuy nói nó còn nhỏ, nhưng lá gan cũng rất lớn. Những lão hổ và giá thú thường xuyên bị nàng ta quấy rối Đương nhiên, với bản lĩnh của nàng thì không thể nào uy hiếp được những con láo hổ và giá thú này. Thiết nhàm đã đến thùng lũng này từ 4 năm trước. Hắn đã đến bước cuối cùng để tiến vào hóa thần, nhưng đáng tiếc ở Vân Thiên Tông vẫn thủy chung dừng bước. Vì vậy, hắn dứt khoát buông tha tất cả, đi theo bên cạnh vương lâm. Có hắn đi cùng, tiểu như nhi mới có thể trở nên kiêu ngạo, mỗi ngày chơi đùa không sợ hãi. Trong năm năm này, Vương Lâm cũng củng cố linh lực trong cơ thể rốt cục đã đạt đến tù vi hóa thần trung kỳ. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn cố gắng ra sao, vẫn thủy chung không thể nào tiến thêm được nửa bước. Vương Lâm biết hắn tù luyện đã đến bình cạnh. Nếu như không thể nào đột phá, cả đời này tu vi của hắn sẽ dừng lại tại chỗ này. Trong năm năm này, người khiêu chiến hắn chỉ còn lại thừa thớt. Danh khí tàng ngưu đã càng ngày càng lớn, trở thành một câu chuyện mà phần đông tu sĩ say xưa đàm luật. Một ngày nào đã đến kỳ hạn 10 năm, mà năm đó hắn ước định với Hồng Điệp. Ngày này chính là ngày hắn đánh một trận với Hồng Điệp. Từ nửa năm trước, ở bên ngoài Sơn Cốc đã có tu sĩ của Chu Tước Quốc phụng mệnh đến đây, chế tạo ra một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận này chỉ có thể sử dụng được một lần. Chỉ cần nháy mắt là có thể đi xuyên qua cả Chu Tước Tinh, tiến vào Chu Tước Quốc. Phùng Ngọc Sơn cung kính đứng bên ngoài Sơn Cốc. Mười ngày trước, hắn mang theo chiến thiếp tới đây, chuẩn bị giao cho Vương Lâm, ứng với ước định mười năm trước. Mười ngày này, Vương Lâm Thủy Trung tự hỏi, cuộc chiến này giúp cuộc con nên đến hay không? Mấy chục năm qua, Chu Tước Quốc Thủy Trung vẫn không truy cứu việc năm đó. Vương Lâm vẫn cho rằng việc này là rất kỳ quái. Hắn phân tích, rất có thể Chu Tước Quốc muốn thu mình làm đệ tử hạch tâm. Cũng giống như Hồng Điệp năm đó. Vì vậy mới ra một trận chiến như vậy. Một trận chiến này không chỉ là bị quan khán bởi một số lá quái lâu năm không xuất hiện tại Chu Tước Quốc, mà còn có được toàn bộ chu tức tình biết đến. Dù sao, danh khí của Hồng Điệp là quá lớn. Chỉ vì một Hồng Điệp mà liên minh của bốn phái bị tiêu diệt, tuyết vực quốc được thăng cấp đến ngũ cấp. Loại sự tình như vậy gần như trong lịch sử của chu tức tinh đến nay vẫn chưa từng phát sinh lần hai. Do vậy, tên của Hồng Điệp dĩ nhiên được đại bộ phận tu sĩ biết tới. Mà danh khí của Tăng Ngưu lại còn đạp lên trên Hồng Điệp. Đột nhiên xuất hiện từ khi đó, danh khí của hắn còn lớn hơn nữa. Hiện tại, trận chiến giữa hai người dĩ nhiên đã trở thành trung tâm của mọi ánh mắt trong giới tù sĩ trên trù tước tình. Trong hai người này, người nào giành được thắng lợi chắc chắn sẽ có được cơ may cực kỳ lớn. Việc này gần như chỉ cần là người qua đường đều biết. Vương Lâm làm sao mà không rõ ràng. Hắn biết những lão quái của Chu tước quốc không ra tay là do bọn họ muốn nhìn qua một chút. Trong hai người này, giúp cuộc người nào mới có thể giành được chiến thắng. Nếu như hắn đã tới anh biến kỳ hoặc là hóa thần hậu kỳ, như vậy thì cho dù hắn có chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp cũng sẽ khó lòng thoát chết. Tuy nhiên, hắn lại chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ. Chặt đứt đi một cánh tay của Hồng Điệp tất nhiên sẽ dẫn đến chú ý của một số đại nhân vật. Vậy cho nên mới có thêm mấy chục năm chỉ hoán. Ánh mắt vương lầm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý. Chú như cưỡi trên một đầu láo hổ có hắc văn nổi trên người, cầm trong tay một cảnh liễu, tay kia lại nắm lấy đầu của lão hổ, vừa trộm nhìn sang Vương Lâm một cái. Lão hổ kia không dám phát uy, cúi đầu cứ đi tới đi lui trong thùng lúng. Tiêu Bạch ngẩng đầu lên. Chu Như trừng mắt. Lão hồ lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhu thuận nhấc cái đầu dài lên. Cúi đầu xuống. Lão hổ vội vã cúi đầu. Ngẩng đầu lên chú như cứ như vậy quay vòng vòng Sau rất nhiều lần Lão hồ vẫn cứ nghe lời Nó đã sớm quen với cuộc sống như vậy Chỉ cầu mong tiểu tổ tông ở trên lưng cao hứng Như là trước đây đem hắc hùng thả lại vào trong rừng Cũng thả mình ra luôn Nó không dám phản kháng Trước không cần phải nói đến nam nhân kia Chỉ riêng lão nhân ngồi cách đó không xa Cũng không phải là thứ mà nó có thể trêu chọc vào Nó cũng không phải là lão hồ tầm thường Mà là một đầu lão hồ đã tu luyện Rất nhiều năm và thành tinh rồi tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức ở trên người lão nhân đó khiến cho nó phải cảm thấy kinh sợ. Ngược lại, trên người thanh niên kia chẳng có một chút khí tức nào, hắn cứ giống như phàm nhân vậy, nhưng mà nó lại càng không dám trêu. Vài ngày trước, nó đã tận mắt chứng kiến một tù sĩ so với lão nhân kia càng cường đại hơn gấp mấy lần mà rất cung kính với thanh niên này. Do đó, với cái đầu của nó tự nhiên hiểu rằng người này không thể nào trêu vào. Thế cho nên, dù bị tiểu tù tông ở trên lưng hạnh hoẹ, nó cũng sẽ theo phân phó mà làm. Kỳ thực, trong nội tâm của nó cảm thấy hơi có chút may mắn. Phải biết rằng trước đó, nó đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của con hắc hùng kia bị tiểu tổ tông này giáo huấn. Nó chưa từng thấy một con hắc hùng nào có thể trồng ngược chân lên trời, đi ở chết đường. Nó cũng chưa từng thấy qua con hắc hùng nào có thể cầm đũa và ăn cơm với rau. Càng không cần phải nói đến những chiếc móng vuốt to lớn của con hắc hùng kia lại có thể đấm lưng cho người ta. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, nó không tự chủ được lạnh run hết cả người, đối với tiểu tù tông ở trên lưng lại càng thêm sợ hãi. Nó tự nhận chính mình là một đầu hổ tinh cao quý, quyết không thể nào làm ra được những chuyện như vậy. Tuy nhiên, việc cúi đầu và ngẩng đầu nó vẫn có thể chấp nhận được. Vương Lâm ngồi khoanh chân dưới bảo tháp, mỉm cười nhìn lão hồ cực kỳ ủy khuất dưới thân Chu Như. Đầu lão hồ này cũng có đạo hạnh hơn trăm năm, nhưng so với những tu sĩ lại khác biệt, nó chỉ có tu vi khoảng chút cơ kỳ. Nó một lần bị Chu Như nhìn thấy, kêu thiết nham chụp lại, đặt tên là Tiểu Bạch. Tăng Nghiêu Đào Hiếu, ước định 10 năm đã tới. Phùng mỗ dựa theo mệnh lệnh của Chu Tước Sơn, mang chiến thiếp tới. Bên ngoài Sơn Cốc, thanh âm của Phùng Ngọc Sơn chậm rãi vang lên. Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi chân người Chu Như, nhìn sang bên ngoài Sơn Cốc. Một chốc lát sau, hắn đứng dậy. Thiết Nham, Thiết Nham đang đả tọa, vội vã tỉnh lại, lập tức đứng dậy, cùng kính đi tới trước người Vương Lâm. Ta muốn tới Chu Tứ Quốc. Chuyến đi này không biết đến bao giờ, nhưng nhiều nhất, 8 năm nữa ta sẽ quay trở lại. Những ngày ta rời đi này, hãy giúp ta chiếu cố cho Tiểu Như Nhi. Vương Lâm nhìn Chu Như, nói với Thiết Nham. Chu Như không nhìn Vương Lâm, nhưng lỗ tai của nàng khẽ động nhắc nhế cái miệng nhỏ nhắn, hùng hằng cào cấu cái đầu của lão hồ một phen. Hạ giọng nói. Thúc thúc hư. Mỗi một câu nói của nàng đều là cào cấu cả một đám lông trên người tiểu bạch. Một đứa nhỏ 10 tuổi, tuy nói khí lực của nó không lớn lắm, nhưng nắm một chút lông lên cũng làm cho tiểu bạch hơi đau. Dù sao đó cũng là cái lông chán, chỗ gần với xương thịt nhất. Ăn đau khổ, nhưng nó lại không dám phát uy lên, chỉ có thể gầm nhẹ vài tiếng cho hạ giận. Thiết nham sừng vâng, vẻ mặt ngưng trọng, rau dự một chút rồi nói. Ân công, chủ tước quốc là quốc gia số một trên chủ tước tình, có vô số cao thủ. Ngài tới đó, nhất định phải cẩn thận. Từ bốn năm trước, sau khi hắn buông tha hết thầy đi theo Vương Lâm, nguyên bản gọi là chủ nhân, nhưng sau đó đổi là ân công cho tiền. Vương Lâm đối với hắn có đại ân trong việc hóa thần, nên ân đức này tuyệt đối không thua kém hơn so với sinh mạng của hắn. Vương Lâm gật đầu, lại nói tiếp. Ta vẫn sẽ để bảo tháp ở chỗ này và hoàn toàn mở ra. Trong phạm vi trăm dặm, trừ ngươi và chu Như, không ai có thể tiến vào được. Những ngày ta không có ở đây, người phải chiều cô tốt cho tiểu Như Nhi. Ân công cứ yên tâm đi. Lão Phu nhất định đảm bảo cho Uyển chủ như tiểu thư an toàn. Thiết Nham lập tức bảo vâng. Vương lầm trầm ngâm thêm một chút, vỗ vào túi chữ vật. Có một đạo bạch quang từ bên trong lóe ra, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hóa thành lôi oa. Sau khi Chu Như nhìn thấy con lôi oa này lập tức hai mắt sáng lên, còn thân mình lão hổ dưới chân của nàng lại mềm nhún cả đi, suýt một chút nữa thì bò ra mặt đất. Nó rõ ràng cảm nhận được yêu khí trên thân con ếch trước mặt này dày đặc đến cực điểm. Khi tức này lập tức khiến cho nó hết hồn, trong lòng nó càng thêm sợ hãi đối với những người bên trong thung lũng này, dù khiến cho nó phải đi trồng ngược, khiến cho nó dùng đũa ăn cơm, khiến cho nó phải đấm lưng cho tiểu tổ tông này, thì nó cũng lại chẳng dám một câu nào oán hận. Tiểu Như Nhi, qua đây nào. Thân mình Vương Lâm ngồi xổm xuống, dịu dàng nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Như nhắc nhắc lên, không thèm để ý đến Vương Lâm. Nhưng suy nghĩ một chút, lại vỗ vỗ vào đầu lão hổ, hướng về phía Vương Lâm thẻ lưỡi ra. Thanh âm thanh thúy nói. Thúc thúc hư Thúc ra ngoài đi chơi Không mang theo tiểu như nhi Vương Lâm không nhịn được cười Mấy năm nay Chu Như càng ngày càng nghịch ngợm So với tính cách năm đó của Lý Mộ Uyển hoàn toàn khác biệt Nếu như không phải hắn rõ ràng cảm giác được nguyên anh của Lý Mộ Uyển bên trong thân thể Chu Như Thì đôi khi hắn còn cảm thấy Có phải bản thân mình đã ôm nhầm người rồi không Mấy năm nay Những giã thú bên trong Bên ngoài khu rừng Hế là hơi có một chút cường đại đều sẽ bị chu như ức hiếp qua tuy nhiên cô bé chỉ là ức hiếp chúng mà không làm thương tổn chúng ngược lại có đôi khi bắt gặp những giá thú bị thương lại còn năn nỉ vương lâm cứu trị cho chúng đôi khi đáy lòng vương lâm cũng không đành lòng vì không thể nào luôn bên cạnh chơi đùa với cô bé khiến cho tuổi thơ của cô bé chỉ biết lấy đám giá thú này làm bạn chơi đùa khoái hoạt chính mình làm như vậy liệu có quá mức ích kỷ tuy nhiên những suy nghĩ này chỉ lóe lên đôi chút liền đã bị vương lâm gạt bỏ hắn vốn không phải là một người vô ưu vô lo để chu như ở trong nhà người khác chỉ khiến cho hắn thêm lo lắng chỉ có thể để cho cô bé bên cạnh đó mới chính là có khả năng cam đoan nó không bất ngờ gặp phải bất cứ điều gì như như ngoan thúc thúc đi ra ngoài qua vài ngày nữa sẽ trở về tới khi đó ta sẽ bắt về cho người một lão hồ lớn hơn nữa vương lâm cười cười nói lớn hơn sao vậy so với tiểu bạch còn lớn hơn nữa chú như dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vừa nghe đến đây đã cảm thấy hứng thú cũng không mặc kệ vương lâm nữa mà vội vã hỏi lại Ừm. so với tiểu bạch chắc chắn là lớn hơn vương lâm gật đầu khẳng định chu như nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói được rồi vậy thúc thúc phải mau chóng trở về đó Vương Lâm xoa xoa đầu Chu Như, xác nhận. Ừ, ta sẽ mau chóng trở về. Những ngày ta không có ở chỗ này, Như Nhi phải nghe lời. Không thể nào đi ra ngoài chăm dặm, biết chưa? Chu Như gật đầu, ngoan ngoãn nói. Nhưng, Thúc không có được quên đại lá hổ của con đâu đó. Vương Lâm mỉm cười, đứng dậy, nhìn thiết nham, đáy lòng hắn trở nên trầm ngâm. Thiết Nham này không phải là hắn không tin tưởng, dù sao bao nhiêu năm đã trôi qua, tâm tính của hắn Vừng Lâm đã rõ ràng như trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ có điều, mức độ trọng yếu của Chu Như đối với hắn không phải là chỉ có tín nhiệm thôi là có thể phó thác được. Vậy cho nên hắn mới để lôi oa lại. Đã có lôi oa, nếu như Thiết Nham kia có gì dị thường, nó nhất định sẽ ngăn cản. Thực tế, Vừng Lâm có chút suy nghĩ hơi nhiều. Với tính tình của Thiết Nham, Tu luyện đã rất nhiều năm như vậy rồi Đã khiến cho hắn chẳng còn chăm chú gì chuyện gì khác Chỉ cầu mong có thể mau chóng hóa thần Mà Vương Lâm mang cho hắn hy vọng Vậy cho nên đối với hắn thực sự là đại ân Mặt khác Hắn đã tận mắt chứng kiến Chu Như này Từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên Ngay khi nó sinh ra đã bắt đầu thủ hộ cho cô bé Nhiều năm trôi qua Nội tâm của hắn chắc chắn có một loại tình cảm trân trọng Dù rằng Vương Lâm không phần phó Hắn cũng sẽ bảo hộ cho Chu Như an toàn Mặt khác Càng không cần phải nói đến năm đó, Lý Mộ Uyển đã rất nhiều lần tốt bụng vì hắn mà luyện đan. Vương Lâm truyền đến cho lôi oa một đạo thần niệm, nhờ nó thủ hộ cho Chu Như an toàn. Còn lôi oa này hóp bụng lại xem như đáp lời hắn, rồi ngồi sát mặt đất, không nhúc nhích, nằm phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời. Đối với lôi oa, Vương Lâm tin tưởng rằng, có những thời điểm trong thế gian này chính là thú so với người càng có thể tín nhiệm nhiều hơn. Trừ bỏ những thứ đó, Vương Lâm còn có một tầng bảo hộ cuối cùng. Đó chính là bản tôn. Bản tôn của Vương Lâm ở ngay chỗ sâu bên dưới nền của bảo tháp. Đã có bản tôn ở chỗ này, hết thảy những nguy hiểm đều có thể hóa giải. Đó mới chính là chỗ hắn chân chính yên tâm. Chẳng qua, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn người khác biết được hắn còn có bản tôn. Bản tôn mới chính là đòn sát thủ của hắn, so với bất cứ pháp bảo nào đều sẽ phải che giấu càng thêm thâm sâu. sau khi dặn dò tất cả những việc đó vương lâm hướng về bên ngoài sơn cốc đi ra nghênh đón hắn chính là một con đường huy hoàng hay là tử lộ chính hắn cũng không biết chẳng qua với 500 năm tu luyện tâm tính của vương lâm đã kiên định như một vinh nhục không sợ hãi không dễ dàng dao động được hắn con đường tu tiên hắn vẫn sẽ tiếp tục đi tới vĩnh viễn không thay đổi chu như ngẩng đầu nhìn bóng dáng của vương lâm không ngừng khuất xa bỗng nhìn cao cấu bộ lông của tiểu bạch tiểu bạch cũng rất tình ý lập tức hướng về phía trước chạy đi mang chu như đuổi theo vương lâm vương lâm quay đầu lại chu như từ trên người tiểu bạch nhảy xuống đi tới bên cạnh vương lâm nhẹ giọng nói thúc thúc người ngồi xuống đi vương lâm cười cười ngồi xuống dịu dàng nói sao lại nhắc nhở thúc thúc không được quên đại lão hồ sao Chu Như lắc đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán hắn, nghiêm túc nói. Thúc thúc, nhất định phải sớm trở về nha. Tiểu Như Nhi rất nhớ người. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Chu Như, một lúc sau lại gật gật đầu nói. Ừ, thúc thúc sẽ mau chóng trở về. Nói xong, hắn thở một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra khỏi thùng lúng. Chu Như nhìn bóng dáng của Vương Lâm, thấp giọng nói. Thúc Thông đã đi rồi, không cùng chơi với ta nữa. Tiểu Bạch, mỗi ngày ngươi đều phải chơi đùa với ta, biết chưa? Thân mình Tiểu Bạch run lên, đáy lòng thầm kêu khổ, gầm nhẹ một tiếng, buồn bã đáp lại. Khỏe mắt Chu Như hơi có chút ươn ướt, ướt, hai hàng lệ lăn theo má rời xuống mặt đất. Bảy năm qua, cô bé và Vương Lâm hầu như không có gì xa cách, tình cảm đã sớm rất thâm hậu. Thời gian càng lâu dài, trong lòng cô bé hình thành một loại cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp này là một loại tình cảm không muốn xa rời, là một loại khao khát. Thế gian này thường có những việc rất trùng hợp với nhau. Giờ khắc này, vị trí chu như đứng là đúng với năm đó mà một giọt nước mắt của Lý Mộ Uyển đã rơi xuống. Giọt nước mắt năm đó không biết có thoát khỏi đau thương và sầu muộn hay không, nhưng giọt nước mắt này cũng đổi lại một sự thương nhớ và khao khát. Tiểu Bạch, chồng ngược lên. Chu Như lau đi nước mắt, sau đó quay sang lão hổ nói. Lão hổ lập tức giống lên một tiếng bì ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie cũng như ủng hộ cho tiên nghịch nhé. Một tháng trước ngày diễn ra trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Điệp, cự ma tộc đã xảy ra một việc cực kỳ trọng đại. Một lão tổ trong tộc hấp thu tiên ngọc do xuất hổ mang về đã thành công đột phá thành hóa thần kỳ, trở thành anh biến kỳ tu sĩ đầu tiên của cự ma tộc trên chu tức tình. Lịch sử ma tộc giống như một bức tranh được vẽ lại bằng một nét vẽ mạnh mẽ. Từ nay về sau, cự ma tộc không phải là tu trần quốc cấp 4 mà là cấp 5. Chủ tướng quốc cực kỳ coi trọng việc này. Một vị vấn đình kỳ không mang đến thế sự tự mình đích thần tiếp đón lão tổ anh biến kỳ của cự ma tộc. Trên thực tế, từ rất nhiều năm về trước vẫn có tin đồn lớn rằng ma tộc có một tu sĩ anh biến kỳ nhưng vẫn chưa chứng thực được việc này là đúng hay sai. Tuy nhiên, phỏng đoán này cũng rất đáng tin cậy. Dù sao thiếu tộc trưởng xuất hồ từ chuyến đi tiên giới vừa rồi quay lại cũng đã mang đến một số lượng lớn tiên ngọc. Giờ phút này, lão già cự ma tộc lấy tu vi anh biến kỳ, đích thân đề nghị cho cự ma tộc được lên tu chân quốc cấp 5, tin đồn lúc này mới được xác nhận. Cự ma tộc đều không phải là tu sĩ của Chu Tức Tình, mà là vô số năm về trước, từ Tinh Cầu khác di chuyển tới. Bọn họ thực sự là những người cường đại, không cần phải ma mãnh. Năm đó, sát hổ mới gần là hóa thần trung kỳ, mà đã có thể cùng với hóa thần hậu kỳ chiến đấu một trận, chuyện này đã có thể thấy rõ. Cự ma tộc có thần thông thiên phú, sau khi đạt đến anh biến kỳ đồng nghĩa sẽ có một sự thay đổi về chất về điểm này từ chư tước quốc cử đến một vị vấn đỉnh kỳ láo quái tự thân tham gia vào trọng điểm thăng cấp của cự ma tộc từ đó có thể thấy được phải biết rằng để nâng lên một cấp tu trần quốc chư tước quốc chỉ xuất đầu lộ diện một vị tu sĩ anh biến hậu kỳ chủ trì mà thôi cự ma tộc thăng lên một cấp giống như là một giọt mực một giọt mực này ở bên trong nước lúc đầu vẫn chưa có sự biến hóa lớn nhưng theo thời gian nó sẽ khuếch đại dần ra hết thầy sự việc này và Vương Lâm hiện tại chẳng có gì liên hệ. Hắn ra khỏi khe núi cùng với đám người Phùng Ngọc Sơn bước vào trong trận pháp. Trong nháy mắt, hắn quay đầu nhìn lại thoáng qua sơn cốc, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chu Tước Quốc nằm tại một khối đại lục lớn của Chu Tước Tinh, nơi đây được xưng là Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Đại Lục chỉ có bốn tu chân quốc, ngoại trừ Chu Tước Quốc còn lại ba tu chân quốc đều là cấp năm. Hơn nữa đây là ba tu chân quốc cấp 5 mạnh nhất trên toàn bộ chu tước tình. Ba quốc gia phân biệt là Thanh Long, Thiên Ảo và Bỉ Lô. Ở giữa ba nước chiếm cứ một vùng đất lớn trung tâm của chu tước, đó là một phần hai diện tích, đó chính là chu tước quốc. Toàn bộ bên trong chu tước quốc, dù rằng là phạm nhân bình thường so với những phạm nhân của những tu chân quốc khác, đúng là địa vị cao hơn một bậc, bởi vì bọn họ chính là người của chu tước quốc. Chu Tước Quốc có ba tông phái. Ba tông phái này được phân ra là Thiên Ngọc Tông, Địa Phát Môn cùng Nhân Đạo Tiên. Ba tông phái này đều có một lão quái vấn đỉnh kỳ tọa chấn. Duy nhất Chu Tước Sơn có được một đệ nhất anh hào vấn đỉnh hậu kỳ. Tất cả những người này hợp lại thành một lực lượng lớn mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Đương nhiên, tại ba tông phái này sản sinh ra vô số tu chân gia tộc bên dưới. Bọn họ tồn tại phụ thuộc vào ba đạo phái này tạo thành một mạng lưới dày đặc là nguồn cung cấp đệ tử dồi dào cho ba tông phái này. Vào thời khắc này ở trên tế đàn của Chu Tước Quốc, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi tản mát, khuếch tán ra linh uy bốn phương tám hướng. Trong hậu sơn của Thiên Ngọc Tông, ở trên một hồ sen, Hồng Điệp đang ngồi nhập định, đột nhiên mở bừng con mắt, mục quang của nàng nhìn về phía xa, nơi đó đúng là linh uy từ cột sáng kia truyền lại. Hồng Điệp trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, hạ giọng nói: "Đã tới Phía trên tế đàn, thân ảnh của Vương Lâm dần dần xuất hiện. Phía sau hắn, Phùng Ngọc Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kể từ lúc Vương Lâm đến đây, như vậy nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Hắn có thể trở về Chu Tức Sơn phục mệnh. Ở trên tế đàn, ngoại trừ Vương Lâm và Phùng Ngọc Sơn còn có một người nữa. Người này thân mặc một bộ váy dài màu tím. Ở phía dưới chân váy có một đóa hoa bách hợp theo bằng chỉ đen. Trên người mặc lam xa, hiện rõ vẻ thanh thoát và mỹ lệ hai mắt thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác u nhã, sống mũi cao, cặp môi đỏ hồng. Nàng im lặng đứng đó, ánh mắt dừng lại trên người Vương Lâm. Tham kiến Tam Sư Tỷ Phùng Ngọc Sơn sau khi nhìn thấy cô gái này, lập tức cung kính nói. Cô gái khẽ nhăn chán nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng. Đây là tầng Ngưu Đạo Hiếu. Vương Lâm nhìn cô gái, Đối với cô gái nhan sắc tuyệt mỹ này, sắc mặt hắn chẳng có một chút nào thay đổi. Ôm quyền nói. Tại hạ Tăng Ngưu. Tăng Đạo Hiếu, tiểu nữ là đệ nhất nhân đạo tiên, tên là Bạch Danh Tuyết. Cô gái mỉm cười, làn da trắng như tuyết. Trên đầu nàng, mái tóc đen dài ba thước, hai nhánh tóc mai hai bên xóa trước ngực. Phần còn lại vẫn ở trên đầu, làm cho người ta cảm thấy sự tao nhã mà không mất đi vẻ lịch thiệp, Sư phụ dặn bảo ta ở chỗ này, chờ tiếp đón người tới. Vương Lâm thần sắc vẫn như cũ, liếc mắt nhìn cô gái này một cái rồi nói. Nhân đạo tiên sao? Bạch Tuyết gật nhẹ đầu rồi nói. Trận chiến giữa Tăng Đạo Hứa và Hồng Điệp được định ra tại Chu Tước Sơn là vào nửa tháng sau. Đến tình hình đặc biệt khi đó, các sứ giả tu chân quốc ở khắp nơi mới tới quan sát cuộc chiến. Vì vậy, nhân đạo tiên chúng ta ở chỗ này là để phụ trách thu xếp cho đạo hiếu vương lâm trầm ngâm một chút sau đó gật đầu bạch tuyết mỉm cười thân hình khẽ động lập tức từ trong tế đàn bay xuống một luồng bạch quang từ xa xa bay tới không một chút nào tiếng động dừng lại dưới chân bạch tuyết nâng nàng ta bay giữa không trung đó là một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết vương lâm chân khẽ điểm một cái liền dừng lại ở phía trên của con tiên hạc. Con hạc này kêu lên một tiếng, thân ảnh hóa thành hình vòng cung, bay đi về phương hướng xa xa. Tôn Ngọc Sơn hâm mộ liếc mắt nhìn tiên hạc kia một cái, sau đó chính mình bay xuống tế đàn, hướng về phía Chu Tước Sơn bay đến. Bạch Tuyết đứng ở trên tiên hạc, khi nhìn về phía Vương Lâm. Những năm gần đây, danh khí của tàng nghiêu này thực sự là rất lớn. Giờ phút này chính mắt nàng được nhìn thấy người này Bạch Tuyết không khỏi hơi có một chút thất vọng, bất đắc chí. Nàng vốn tưởng rằng Tăng Ngưu phải là một người có tuyệt đỉnh thiên tư, nhưng hôm nay gặp mặt, thấy cũng chỉ là một người bình thường cực điểm. Tăng Ngưu đạo hiếu, không biết trận chiến với Hồng Điệp nắm chắc mấy thành. Hai người lúc đó trầm mặc hồi lâu, sau đó Bạch Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không nắm chắc phần nào, Vương Lâm thu hồi ánh mắt đang quan sát diện mạo phía dưới mặt đất của chú Tước Quốc, lắc đầu đáp. Bạch Tuyết ngẩn ra, lập tức cười nói. Tăng Đạo Hiếu không cần phải khiêm tốn. Vương Lâm không để ý tới cô gái này, tiếp tục nhìn xuống mặt đất phía dưới, đem những cảnh tượng địa hình ghi nhớ trong lòng. Bản đồ ngọc giản trong tay hắn đối với chú Tước Đại Lục chỉ có miêu tả đơn giản, không ghi rõ tỉ mỉ. Vương Lâm tự nói thầm trong lòng. Chu Tước Quốc xác nhận chuẩn bị thu mình làm hạch tâm đệ tử. Nhưng sự cảnh giác trong lòng hắn cũng phải luôn luôn duy trì. Bạch Tuyết Đạo hiểu, Chu Tước Quốc, lại có gì đặc biệt? Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Bạch Tuyết thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, nặng nhất nhét kể gió. Vương Lâm đối với Chu Tước Quốc cũng có thêm một ít hiểu biết. cùng tham gia trận chiến với người hồng điệp muội muội là đệ tử của thiên ngọc nói xong bạch tuyết than nhẹ lại liếc mắt nhìn tàng ngưu một cái ngày trước từ trong miệng sư tôn nói ra hình như chu đức sơn sẽ an bài người này sau này gia nhập vào tông phái của họ vương lâm ánh mắt bình tĩnh không nói một lời nào tốc độ của tiên hạc không nhanh nhưng lại rất đều đặn trên đường đi bất kể là xuyên qua vùng núi nào cũng sẽ được vương lâm lén ghi nhớ trong lòng. Chu tước quốc linh lực cực kỳ sung túc ở điểm này bất kể là tu chân quốc nào cũng không thể nào bằng được ví dụ như về linh mạch vương lâm dọc đường đi dĩ nhiên thấy được không dưới 10 chỗ đúng là bởi vì sự tồn tại của các linh mạch này mới khiến cho ở trong chu tước quốc linh khí sung túc như vậy. đang bay ở trên trời bỗng nhiên vương lâm ánh mắt ngưng lại ở một điểm phía xa có một ngọn núi cao ngất chìm đắm trong mây mây khói lượn lờ giống như vùng núi tiên cảnh. Tiên hạc ở dưới chân hai người không bay về hướng ngọn núi này mà là bay về phương hướng khác. Mặc dù vương lâm thần sắc vẫn như bình thường nhưng mà trong nội tâm hắn hơi có một chút sao động. Nơi này chính là thiên ngọc Sơn Môn, có trận pháp thủ hộ, vậy cho nên nhìn không thấy cảnh vật ở bên trong. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thân ảnh màu hồng từ phía trên ngọn núi tiên kia hạ xuống dẫm lên một áng mây trắng từ phía xa nhìn lại về phía này. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bóng hồng đó, trầm mặc không nói. Mãi cho đến khi tiên hạc càng lúc càng bay xa, bóng hồng đó mới dần dần biến mất trong tầm mắt. Hồng Điệp đứng ở bên ngoài Thiên Ngọc Tông, nhìn về hướng Vương Lâm xa xa chậm rãi bay đi. Trên mặt của nàng ta hiện lên vẻ lạnh lùng như băng, ánh mắt lạnh lẽo sáng quắc. Một ngọn gió lạnh bút thổi qua, ở vị trí tay áo phải có một tay áo trống không theo gió bay múa, mang tới một vẻ chết chóc. Hắn quả nhiên đã tới. Hồng Điệp xoay người trở lại về Thiên Ngọc Tông, biến mất không thấy đầu nữa. Vương Lâm đứng ở phía trên tiên hạc, ánh mắt lạnh như băng quét trên người bạch tuyết đang có vẻ mặt rất bình thản. Cô gái này chọn lựa đường này, sợ là trong lòng nàng ta có ý khác với hắn. Không bao nhiêu lâu sau, tiền hạc bay đến một dãy núi dài phẳng phất như hình hài của một con rồng. Tiền hạc xuyên qua từng trận mây khói bay đến phiểu tán, hướng về phía sâu bên trong bay tới. Rất xa, một thung lũng rất lớn xuất hiện bên trong ánh mắt vương lâm. Thùng lũng này rất lớn, có vô số phòng xá, lầu các đẹp đẽ. Sau khi tiền hạc đến nơi, bạch tuyết thân mình khẽ động, từ trên lưng tiền hạc nhảy xuống. Vương lâm dẫm chân về phía trước, lập tức bay người hạ xuống. Xuống tới mặt đất, Bạch Tuyết quay đầu lại, hạ giọng nói. Tăng Nghiêu Đạo Hiếu, nơi này không phải là tông môn của nhân đạo tiên chúng ta, mà là tiên phủ của sư tôn lão nhân gia. Lúc này sư tôn đang ở bên trong tu luyện. Ba dãy phòng bên phía bắc, người cứ tùy ý chọn lựa một phòng để ở. Đợi sư tôn tu luyện xong sẽ gặp người. Nói xong, nàng hướng vương lâm ôm quyền, xoay người rời đi, biến mất trong những phòng xá. Vương Lâm biết rõ ở đây là thuộc chủ tước quốc, thần thức không thể nào tùy ý xuất động, nếu như không sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết xuất hiện. Sau khi nghe Bạch Tuyết nói xong, hắn hướng về phía bắc đi đến. Dọc theo đường đi, hắn gặp một ít người hầu. Những người này đều có vẻ mặt như gỗ, không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái mà cứ vội vã đi qua. Không bao nhiêu lâu sau, Vương Lâm đi đến khu phía bắc, thấy được ba dãy phòng cực kỳ xa hoa. Hắn chọn một gian tiến vào, Bên trong phòng có đầy đủ mọi thứ. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm tư bắt đầu trầm ngâm. Từ lúc bắt đầu tiến vào Chu Tước Quốc, hắn liền đã có một loại dự cảm nguy cơ. Loại cảm giác này tuy nói là rất mờ ảo, nhưng lại thủy chung tồn tại. Vương Lâm biết, với tu vi của chính mình, tại Chu Tước Quốc này, người mà có thể giết chết được bản thân hắn tuyệt đối không phải là ít. Bất cứ một vị tu sĩ anh biến kỳ nào cũng đều có thể đưa hắn vào chốn tử địa. Thái độ của Chu Tước Quốc đối với mình cũng hơi có một chút kỳ quái. Không ngờ còn có người đến trước tiếp đón. Như vậy, sư tôn của Bạch Tuyết kia cũng sẽ chịu kiến mình. Chầm ngâm một lát, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tĩnh tỏa. Hoàng hôn dần dần buông xuống. Bên ngoài có một chút ảm đạm. Bên trong phòng ánh sáng mờ ảo. Theo thời gian trôi qua, dần dần lại càng tối. Trong bóng đêm, Vương Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc. Hắn nhìn về bốn phía xa lạ trong phòng. Một tông phái xa lạ, một chu tước quốc xa lạ, tìm không thấy một loại cảm giác gì tồn tại. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, định châm lửa vào ngọn nến. Bỗng nhiên hắn lại giật mình nhìn về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa khẽ khàng trong bóng đêm càng trở nên vang vọng. Mời vào. Vương Lâm trầm ngâm nói, không có tiếng động nào cửa phòng được mở ra một người hầu trẻ tuổi mặc áo choàng ngắn bằng vải gai đi vào trong tay hắn bưng theo một cái mâm bên trên bày đặt một ít hoa quả sau khi tiến vào phòng hắn cũng không liếc mắt nhìn vương lâm lấy một cái đem cái mâm này đặt ở trên bàn sau đó xoay người đi ra ngoài chờ một chút vương lầm nói người hầu nam trẻ tuổi kia bước chân dừng lại xoay người nhìn lại về phía vương lâm Tuy nói trong phòng mờ tối, với hai mắt của Vương Lâm, chỉ cần hắn muốn là có thể nhìn được rõ ràng. Hắn quan sát tướng mạo của người hầu nam trẻ tuổi. Người này tuổi không lớn, chỉ là 13-14 tuổi, sắc mặt trắng nón, diện mạo thanh tú. Không đợi câu hỏi của Vương Lâm, người hầu nam trẻ tuổi này há miệng ra chỉ chỉ. Cái lưỡi trong miệng hắn chỉ còn lại một nửa. Vương Lâm ngẩn ra không nói lời nào. Người hầu nam trẻ tuổi nhìn Vương Lâm cười thiện ý, sau đó xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không biết tại sao, đối với tòa nhà này, Vương Lâm có một loại cảm giác u ám. Nhìn thấy khay hoa quả ở trên bàn, Vương Lâm trầm mặc nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi tĩnh tỏa Tay phải của hắn luôn luôn đặt ở trên túi chữ vật. Bất cứ khi nào có nguy cơ, hắn cũng sẽ có đủ thời gian để phản kháng. Thời gian dần dần trôi đi, trong nháy mắt ba ngày nữa đã trôi qua trong ba ngày này ngoại trừ người hầu nam trẻ tuổi kia ra vương lâm không nhìn thấy thêm bất cứ một người nào hắn vào sáng sớm ngày hôm sau từng đi ra ngoài dạo qua một vòng dọc theo đường đi hắn trông thấy đám người tôi tớ toàn bộ chỉ có đúng một nửa đầu lưới không thể nào nói chuyện ngoài ra nơi đây có rất nhiều vị trí đều có cấm chế cường đại cấm chế này vương lâm không thể nào trong vòng một thời gian ngắn mà phá giải nơi này lộ ra một tia kỳ dị. Vương Lâm sau khi trầm ngâm một chút cũng không dám tìm hiểu tiếp mà lấy bất biến ứng vạn biến, luôn luôn ngồi tính tọa ở trong phòng, khiến trạng thái của mình luôn cao nhất, sung mãn nhất để ngay tiếp trận chiến với Hồng Điệp. Đã 10 ngày trôi qua, một ngày này Vương Lâm đang tính tọa, bỗng nhiên cảm thấy mình bị dò xét. Mở nhanh hai mắt ra, hắn chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế ở trong phòng, cầm lên một cái ấm đang rót trà vào chén, nhìn về hướng Vương Lâm. Người này tướng mạo thể hiện sự uy nghi, trên mặt dâu ria lợm chởm, thiếu đi sự chăm sóc, trong hai mắt của hắn lại sáng người, bên trong đó tựa như có mây khói mờ mịt sao động, ngồi ở chỗ kia chẳng nói gì, nhưng thể hiện ra sự uy nghiêm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với người trước mặt này, hắn có thể thoải mái tiến vào phòng mà không bị mình phát giác. Trong chủ tước quốc, phần đông là các vị tu giả có tu vi cao thâm, vương lâm không phải là một đứa trẻ mới bước vào tiên giới do đó hắn không dễ dàng gì khiếp sợ người đàn ông trung niên uống vào một ngụm trà ngón trỏ tay phải gõ gõ nhẹ lên trên mặt bàn không nói một lời nào vương lâm cũng quan sát lặng lẽ không nói gì bên trong phòng xuất hiện một sự yên tĩnh hơi có chút đáng sợ một loại áp lực vô hình trong phòng từ ngón tay gõ nhẹ của người đàn ông trung niên chậm rãi chuyển tới nếu như là Vương Lâm không phải là một người có quãng dài ở Hóa Thần Kỳ, vậy thì lúc này, dưới áp lực đó, chắc chắn là hắn chịu đựng không nổi. Kể cả là lúc tu vi Hóa Thần sơ kỳ, tại thời điểm tiến vào tiền giới thì cũng khó có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại, Vương Lâm lại rất bình tĩnh. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên đứng dậy, hắn cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm lấy một cái, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Từ đầu chí cuối, hắn không nói một câu nào hắn đi rồi, Vương Lâm đứng lên đi đến cái bàn phía trước, chỉ thấy ở trên bàn là một dòng nước trà tản đi, lộ ra hai chữ: Bại. Chết. Vương Lâm trầm mặc, tay phải phất lên ở trên bàn một cái, dòng chữ bằng nước biến mất. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ tăm tối, ánh mắt chớp động. Vừa rồi, người đàn ông trung niên kia chắc chắn có tu vi anh biến kỳ, chỉ sợ chính là sư tôn của Bạch Tuyết người này lưu lại trên bản hai chữ. Ý tứ dĩ nhiên cho thấy trận đấu giữa mình và Hồng Điệp nếu như thua chỉ có đúng một con đường chết. Vương Lâm thở sâu một cái, sau đó ngồi sang một bên, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tỏa. Hết chương. Hết tập 102. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tiên nghịch trên kênh MCNA, truyện audio tiên hiệp.